Mất mộc nhá. Thanh niên Hải Phòng lên ăn trộm mộc đây. Nhưng mà có trả tiền nhá, nói có ăn trộm bằng tiếng chết. Đấy. Tiếng là ăn trộm nhá. Đấy, cứ đêm mới đánh ô tô đến mua mộc như này ban đêm mà trả đô liếc gì nhá các bạn nhá. Trả đô vanh trả xem gì cả, không biết nó có phải mộc tàu tiếc chẳng xem kệ. Giao tiền rồi mai nói đùa bảo hành rồi. Đấy. Mộc thì đấy, như này bạn nha. Giá rẻ bất ngờ nha, một khi đã không yêu rồi đấy. Cây okay, đẹp lắm. Ừ, tấn vậy đi. Đấy. Khách lên không đo vanh gốc, không xem cây, cứ thế là giả tiền thôi, lấy tiền thôi. Cứ trồng tiền thôi nhá. Đấy. Mẹ. Hồi xưa tôi học cái một sĩ quan ở Thủy Nguyên Hải Phòng ấy Quảng ạ. Linh Linh đấy. Nhà có mấy chị em đều đi Hồng Kông hết rồi. Dân dân Thủy Nguyên Hải Phòng đi Hồng Kông nhiều lắm. À, Dương Quang, Tân Dương. Chị gái, mấy chị gái đều đi hết. Vâng. À, đấy là dân Kiều luôn đấy. Ừ. Đi Hồng Kông. Ra ngoài bó đi em ơi. Cái mộc nó khỏe lắm sợ, nhưng mà cố gắng giữ cái hoa này về cho nó hương thơm mẹ cả xóm. Mộc ra mấy nữa nó mưa rét rồi. Bán cây mộc đi mà buồn lắm. Nhưng mà các bạn ơi, nói thì không phải kinh doanh, nhưng mộc dạo này thích trầm lắm mẹ. Quảng cáo mãi thế này, các anh em Hải Phòng lên nó ủng hộ này. Nó thật lòng luôn ấy. Bán cây này tối nay không sướng không ngủ được ấy. Bán sướng còn không ngủ được ấy. Cây mộc rất đẹp nha. Nặng đấy. Ui ôi ôi. Nặng quá. Nó thấp quá lại mà buộc cao quá. Nó bám đất quá thì gần 3 năm rồi mà cái này mua về trồng chậu gần 3 năm, cẩu đi cẩu lại bao nhiêu kỳ phí. Ui mộc về em cứ 1 năm sau chết em lên trả tiền bảo hành. Điều về trừ đừng cho nước muối vào thôi. Nói riêng mộc ông về ông dội chai nước muối vào chết thì tôi chịu đấy, còn mộc này mà bảo hành mãi mãi. Vĩnh luôn. Bảo hành mãi mãi, cái này bảo hành mãi mãi không bao giờ chết được, trừ trường hợp về mà cố tình cũng chưa để của tôi không đổ nước muối vào chả nói. Mộc nó khỏe lắm. Thua đấy các bạn ạ. Đấy. Nói vui mộc nó đánh ổn định bờ trên thuần chậu này làm sao mà không bao giờ trột được. Dễ thua tủa luôn. Thôi bán cho thằng em nhượng này cho thằng em cây, còn đôi này để chơi xong cây thôi. Chủ nhật lại tách làm đôi, quyết tâm. Đấy. Không bán nữa, hai cây mộc. Không phiền đâu, cây khênh nó gần một tí rồi. Đấy. Đất mẹ riêng tiền đất 100.000 phải với 200.000 tiền đất đây may quá nên mẹ. Sâu mà đấy. Cái sống không cái mộc ấy. Mộc thì bảo hành chết đền cái khác rồi, nói không là nó vét. Chứ mẹ ông nào mất thương hiệu ông về ông cứ rội nước muối vào thôi. Làm khoảng 3 chai nước muối thì dần dần nó cũng chột ấy. Đấy nói thế ai làm thế, cây của nhà mình. Tối lắm, không biết là tí có lên hình không nhưng bạn nhá. Nay mấy thằng em giáo ở Thủy Nguyên Hải Phòng đợi tối lên lấy mộc đi. Bạn đề nhá. Sớm lên là sợ mình đánh tháo, nhưng mà thôi tối lên thì giá nào cũng bán mà. Quan trọng là thích thôi. Đấy. Mộc hương. Hôm đánh cũng 4 người khinh mà. Cố gắng nhá. Đều vai thật nhá, phải thật vào. Ôi úi giời. Cổ to quá. Cố gắng này. Úi giời dễ luôn này. Thôi em ơi bẩn hết chân rồi. Ôi giời. Úi giời ơi nó dưới dùng cái bay. Dùng cái bay mà chặt. Em ơi dùng cái bay chặt cái này đi. Chặt đi nó dễ nó tua kệ đó. Nó càng ấy nó càng khỏe. Mất cái dễ đấy nó úi giời dễ luôn. Kinh đất này trồng đất tôi trồng ấy. Đất này riêng 20 bao đất. Anh mới bảo đất khoảng 400.000 tiền đất thì may quá ông lấy đất nữa. Thì... tiền đất gì ạ? Thôi em không lấy đất đâu. Đấy, lấy rồi cũng không cho, lấy đất nữa này. Ừ, lấy đất rồi. Đấy, đất nó thần chậu các bạn ạ. Lấy đất rồi. Rồi, còn sẽ... cái này. Đấy. Nhỏ gần hết chậu lên. Đâu, cho anh đi ghế.
Cao à? Rồi, cố lên. Cố ra luôn đi, cố gắng tí một mét đấy. Anh cứ hạ hẳn cho người xuống con ta. Không, ừ. Ôi, không pháp, pháp. Không có à? Không cần phải gó đâu, nó là khung sắt rồi. Cố lên. Cho tới này. Ôi, đẹp rồi, thôi rồi. Nghỉ đi đã. Nghỉ đi. Không ơi. Không. Cái mộc kia em nó giả 2 triệu bán luôn đi. Lấy đi bán luôn. Cái mộc kia bonsai chứ. Đâu, vừa em bảo đồng rưỡi. Đồng rưỡi thì có mà thông cảm. Tối, ta đang giá 2 triệu chưa bán đấy. Mộc này giá 2 triệu thôi. Thôi, thôi để cây này thôi, hôm nay không bán đâu. Cây. Đây nhá, biển miền Nam Hải Phòng đây. Tối quá nhà không ơi. Phải lắp cái ống điện đây rồi. Thôi đi đánh nước lại nó. Thôi rồi vào đi. Không cần đâu ông ơi. Thế cái tán là để dọc cái này làm sao được? Để dọc xuôi ấy. Phải bao lại phải mất luật biết gì không? Tôi gặp công gặp đâu tính đến đấy. Những cái mộc nó cũng không vấn đề gì lắm. Phải làm chứ ai để này nó chở nó táp hết rồi. Nào đồng chí này nào, cầm cái máy điện thoại, ta bắt tay đồng chí này cái, em cầm cái điện thoại giao lưu cái tiếp cái cảnh bán lên nãy một cái tình cảm nhá. Đấy. Nào đây bắt tay nhá, giao lưu nhá. Đấy, buổi tối nhá. Ờ nhá, ok rồi chào nhá. Đấy, rồi. Có nguồn gốc ấy, mình bảo hành mộc xịn xoa, mộc chuẩn, bảo hành sống, nói chung bảo hành tất tật, nhưng muốn tiền thì nhà khách mua không thấy bảo hành lại cho mình. Đấy. Không, phục tàu thì mẹ riêng phục tàu thì đền chắc chuyển cho 30 triệu. Cứ ai bảo mộc tàu nó khắc chuyển cho luôn. Mộc này mộc của nhà tôi trồng từ nhỏ. Mộc này mộc Văn Giang Hưng Yên nhá, nãy giờ. Mộc giống Văn Giang Hưng Yên. Chuẩn, thơm. Lấy cái gì? Lấy cái bao rất xong rồi đặt vào đây như nọ. Chất ở đây còn bao nào không? Trong này còn gì? Đặt để kê cây, để kê cây. Thế em xem chỗ này còn bao nào không nhỉ? Hết rồi. Hết rồi. Thế lấy cái gì? Lấy cái bao không nào để đựng. Phong nghỉ em cho bao trong mượn bao không để xin bao đất. Lấy cái bao đất để kê cho yên tâm. Bao đầy, bao dưới. Bao dưới để đựng đất để độn cây cho nó bảo đảm nó an toàn. Nó có ấy rồi, lưới ấy rồi đi. Đây lưới 40 rồi. Thật ra em chỉ có giữ cái này quấn, có lấy lưới đen quấn không? Có. Lấy đen không? Phong ơi, em bỏ quần lưới đen còn không nhỉ? Quấn tí cho giữ cái hoa nó nhé, thôi nhá rồi. Đằng nào cũng tối rồi, ngoài này không có bóng điện nhỉ, nắp cái bóng điện sáng rồi. Ok nhá.